Hello, chào các anh chị và các bạn. Với việc tiêm ngừa vaccine đang được tiến hành ở California cho các nhân viên y tế tuyến đầu và những người chăm sóc dài hạn, một ban cố vấn của tiểu bang đang cố gắng xác định xem ai sẽ là người kế tiếp khi đợt vaccine kế tiếp có sẵn. Quyết định chọn ai sẽ phụ thuộc vào rất nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng. Tiến sĩ Nadine Bird Harris là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật California cho biết trong cuộc họp hôm thứ Tư của Ủy ban Cố vấn Vaccine Cộng đồng của tiểu bang, các kế hoạch phân phối cũng sẽ phụ thuộc và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. California dự tính phân phối khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi liều vaccine từ đây cho tới tuần đầu tiên của tháng Giêng năm 2021, gồm có cả vaccine của Pfizer lẫn vaccine của Moderna. Đến cho tới cuối tháng 2, số liều vaccine phát ra dự trù có trên 12 triệu. Đây là dấu hiệu tốt cho California giữa lúc số người nhiễm COVID-19 ở tiểu bang California vượt quá 2 triệu vào tuần này. Bác sĩ O'Leary, là phó chủ tịch quỹ ban soạn thảo kế hoạch phân phối vaccine cho tiểu bang California, cho biết Số vaccine sẽ không đủ vaccine cho tất cả mọi người, do đó chúng tôi sẽ rất khó quyết định. Quỹ ban này gồm có 16 thành viên khác với quỹ ban cố vấn. Hiện tại, các chuyên gia đang đề nghị đợt chích ngừa kế tiếp sẽ dành cho giáo viên, nhân viên, tình trạng khẩn cấp và nông nghiệp và những người từ 75 tuổi trở lên. Đợt này sẽ dự trù bắt đầu vào tháng Giêng. Sau đó là nhân viên kỹ nghệ sản xuất hệ trọng, cơ sở thương mại, công nghiệp và giao thông vận tải, cùng với những người 65 tới 74 tuổi và người vô gia cư. Những người tù nhân cũng sẽ nhận được chích ngừa trong đợt này, mặc dù ít nhất một số nhà tù tiểu bang đã nhận được vaccine. Giám đốc cơ quan chủng ngừa Bộ Y tế California là bác sĩ Robert Chester cho biết, tù nhân ở nhà tù liên bang sẽ không nhận được vaccine từ nguồn tiểu bang, mà sẽ nhận được vaccine từ nguồn liên bang. Cuộc họp ủy ban cố vấn hôm thứ Tư đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các thành viên xem xét ý kiến của công chúng và bằng cách đưa vaccine đến người dễ bị nhiễm bệnh nhất và cư dân những cộng đồng dễ bị nhiễm COVID-19 nặng nhất. Ủy ban California hiện có trên 60 sở y tế địa phương. Do đó, việc phân phối vaccine sẽ khác nhau từ nông thôn cho tới thành thị. Những phụ nữ đang muốn mang thai, hoặc đang mang thai hoặc đang cho con bú, có nên tiêm phòng ngừa vaccine hay không? Mặc dù không có nghiên cứu nào về việc mang thai và vaccine, vì không có cuộc thử nghiệm lâm sàng nào bao gồm phụ nữ mang thai, Trường cao đẳng sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai và cho con bú nên tiêm vaccine này nên lựa chọn tiêm. Những phụ nữ mang thai nên thảo luận về vaccine với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho họ. Còn những người có thai ở giữa liều thì vẫn nên tiêm liều thứ hai. Hiện tại thì không có sự ưu tiên nào giữa vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech. Ngoài việc loại vaccine này chỉ dành cho thanh niên 16 và 17 tuổi, Phụ nữ mang thai tiêm một trong các loại vaccine coronavirus nên trì hoãn việc tiêm các vaccine khác như là cúm hoặc thi đáp trong 14 ngày sau khi tiêm vaccine coronavirus thứ hai. Tới đây mình chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình xin dừng tại đây. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.